Chào con nha, hôm nay giới thiệu bà con ơi 60 nè, cũng khá được bà con. Cái sơ nó vẫn còn nguyên vẹn luôn nè. Hơi 60. 60 là 6 ngửa rồi con, còn khá đẹp nè. Sơ nó động còn nguyên đó luôn nè, bánh chén quá đẹp bà con ơi. Chén quá trời đẹp luôn. Quá đẹp bánh chén luôn. Alo. Dạ, em đang ngoài đường khoảng nửa tiếng là được không anh? Đây. Ơi 60. Mà 6 ngửa rồi con, cũng còn khá được nè. Động mát cũng còn khá được. Nước sơn còn nguyên luôn nè. Bánh chén còn đẹp con, ít xài nè con, ít xài nè, do để mưa nắng thôi, ít xài trong cũng hói nè. Bánh chén còn nguyên vẹn luôn nè, chưa có mòn nhiêu luôn nè. Con này khá đẹp rồi con, bánh chén còn bóng quá nè. Chụp bánh chén còn mới chát à. Nước sơn là cũng còn nguyên vẹn lắm nè. Con này ít xài. Rồi 60, 6 ngựa, 6 mã lực, 2.500 vòng trên phút rồi con. Còn khá được nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Đây à. Hơi 60 là 6 mã lực, 6 HP, 2.500 vòng trên phút, tua nhanh nha bà con. Về chú khó rửa lên đẹp bà con. Rồi 60. Alo. Hai trăm chín mươi ba quốc lộ một thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức anh. Dạ đúng rồi. Xây ra là mình quốc lộ lên đó gì anh? Anh. Rồi rồi. Rồi. Đây. Ơi 60 nguyên bổn là con, mà con nào mà xế gãy xế xế nương này nè. Mía là lít mía, lít phai, lít ớt, lít bắp rồi nè. Này được xế ớt mà con, là ngon lành luôn, nguyên bổ ơi 60 luôn. Xế ớt là ok luôn mà con. Xế ớt, xế phai, xế gãy là ok luôn nè. Lưỡi xới còn nguyên vẹn mà con, về xới thôi. Nguyên bổ nó vậy đây. Nguyên bổ là KU62 luôn. Nguyên bộ nó đây, bà con nào cần thì nhu cầu alo nha, nguyên bộ về xài luôn, nhỏ nhẹ gọn lắm bà con, dễ di chuyển nữa, dành xé gãy đồ ngon lắm nè, gãy khoai, gãy ngô, gãy bắp rồi nè, đồ ok luôn. Thôi 60 còn khá được nha bà con. Con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Ốc ác cũng còn đẹp bà con, còn trắng gì khó rửa lên thôi, chớ nó còn đẹp quá trời luôn nè. Con này ít xài rồi con ơi, con về xài được lâu hơn, sơ còn nguyên vẹn như đẹp à, quá đẹp. Rồi, con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Alo. Dạ đúng rồi anh. Dạ bán rồi anh, nước. Dạ đúng rồi. Được bán rẻ luôn à. Dạ. Chúng ta mất tiền luôn à. Bô bổng còn mới chát rồi con ơi. Bô bổng còn đen mung luôn, bổng hới là chưa ba miếng sơn luôn nè. Con ít xài nè, bô bổng còn chữ còn tem luôn nè. Con ít xài. Vì khó rửa là đẹp lắm mà con. Rửa ra là hết chỗ chê luôn. Nguyên bổ thì con về về khỏi làm cho cái dễ xới ruộng, xới gãy được luôn. Con khỏi ăn chế nó cứ để dễ xới luôn à. Xới ngô, khoai, mía hay là ớt rồi là được luôn mà con. Khỏi cần chế là chỉ cực, cứ đổ dầu vô, đổ nhớt vô là chạy thôi. Nó nguyên sẵn hết trơn, bánh còn nguyên quẹo luôn. Con về cứ đổ nhớt, đổ nhau vô rồi xới gãy, xới chút ớt ở Đồng Tháp với Đồng Tháp sẽ ớt là ngon lắm bà con. Nhỏ gọn nữa. Nguyên bộ nó luôn. Rồi 60, đâu 62. Đẹp cực kỳ bà con. Và bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Kubota ơi 60, 6 mã lực,